Và đánh thế này thì ai chẳng yêu, ngày mai hy vọng đánh dài cũng đánh như thế này. Và bên kia là Seng, kèo cân. Kèo này kèo 19, 10 đều đánh cùng. Phô Seng. Vâng, quả thấy luôn có xe giò. Và hy vọng rằng vãi quả để vãi quả 7 luôn, hy vọng là vậy. 7 luôn thật. Vâng, cầu gì được nấy. Gỗ đầu như thế nào nhỉ? Nền đất này là nền đất tạm gọi là xanh đi. Ui, gỗ đầu kìa. Ui trời. Đâu? Xa quá. Một bài và phải bắt trực thăng cho nông dân chặt gỗ đầu. Nguyên trong bóng nhận chính không có cái gỗ nào. Tởm thật. Đây có voi đi rồi. Như vậy đâu là về ít nhất là đã có voi, nhưng quan trọng là gỗ đầu nào, gỗ đầu nào. Một hai cái gần không. Ui trời ơi. Vâng, trong vòng bán kính 5 km nhá. Tầm nhìn xa 5 km không hề có cái gỗ nào. Sau đi vừa vào nó hơi khó nói. Để sau hai thằng nó thay thay nhau nó nói. À kìa, ừ. Ôi đi mẹ mày, thế mày tưởng thua à? Cái thằng này. Và như vậy chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu mà game thủ xi măng anh đang có một trận đấu cầm phô đối đầu với xe bên kia. Một chiếc bét đóng để ăn gỗ và sẽ câu voi về. Đấy là chiếc bet thứ 3 rồi, 26 dần. Liệu rằng tỷ số à? Vâng, ok.
Sửa tỷ số, à thì sửa thành 4-0 anh em ạ. Khả năng là phải sửa thành 4-0 thôi chứ 3-0 nó nhanh quá anh em lại hơi bất ngờ. 4-0 coi như để nguyên cái C1 là 4-0. Chứ bây giờ chuyển sang C2 và làm một thêm con số 1 nữa trước con số 0 thì nhiều anh em sốc. Bài này kích hơi muộn đấy. Bài này sẽ đánh đánh chè, à đây đánh cung, đánh cung. Tầm này mà lên muộn này mà đánh chém thì cũng chỉ có chém chó. Nguyên văn lời ông về lớp hay nói đấy, lên muộn mà đi đánh chém thì con chém chó. Không biết. Và chào anh Quân Nguyễn nhá, tỷ số chúng ta đang dẫn là 4-0. Vô thường nhà đâu nhỉ? Ui gần nhau thế à? Vô thường nhà check ở cái hướng hướng 10 giờ 11 giờ ấy kìa. Lên đời sớm hơn hẳn 1 phút. BA. Đánh chém đến từ sen. Đóng hộ anh cửa em. Bỡ vọng bên kia sang. Trả thắng 4-0 này. Vâng, bài kích cuối cuối 9 đầu 10 của Seng đánh chém. Rồi, như vậy là một điều cho trận đấu thứ hai.